Mời nhà gái. Mời đi anh trai. Bây giờ thì em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, là nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng, chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như cái ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai chị. Cũng được. Dạ, được vậy thôi. Nếu như là anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ, em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ, em rất dễ đồng cảm người khác. Hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra cái gì là mẹ em la trước rồi, xong rồi em nói hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, hay cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Ừ, mà bạn đó cái đó là ưu điểm của bạn đó. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát, hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi đi tắm rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh hãy nhớ cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay được mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ, em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ, em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ, em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc luôn. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh từ cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa tắm vừa hát không? Dạ, vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì? Dạ, em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen, có lên Facebook soi tới tông tì họ hàng luôn. Em yên tâm, 21 mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ, chỉ cần anh tìm, anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ, em có coi chương trình Running Man của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ, cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Trung Cúc. Và hài hước giống như anh chú Du Dây Súc á. Cỡ ba người đó cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là su cu cúc. Cu cúc, em thuộc su cu cúc, vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài không? Được không em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho chị Hồng Vân nghe nào. Dạ, mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng. Nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không? Không, được không? Được, phải không? Ừ, vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thôi, coi nó có phản ứng gì không? Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà làm dâu trước đúng không? Dạ, ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ được. Được luôn phải dạ. Không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ, tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi trước cái bạn này?
Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông có làm yêu đơn phương thôi cô chị. À đơn phương. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con căng rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hung chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà... Dạ mà bạn đó không tự nguyện. Em mỗi lần hung là em trốn hoặc là em làm gì đó. Em tìm cách để em hung bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hung là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Vậy bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hung con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hung em không? Dạ không, em thích. Cái này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ, tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á, thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có bảo với em là sắp cưới. Trời, đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ, em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao đây. Trên 1m65. Được không? Được, em 6m87 lần. Được. Rồi, 6m87 luôn. Dạ, không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu xíu, công nghệ niềng răng bây giờ dạ. Cực kỳ tốt luôn. Mình sửa, không có cờ bạc. Có không? Dạ không. Rồi, không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Không, đâu có ai đâu đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn á mình Linh. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức mà con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hòa không có sắp xếp thời gian tới đây được á, nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ với lại chị rất là dễ thương. Dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe là tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu đúng hiểu à. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được. Nha. Rồi em dạ. Gái đó là em gái sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Thả Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khảo ái. Về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm là tao phát huy thêm. Còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được? Có thể góp ý không? Không, có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà. Quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á. Nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông. Người có nhớ, có trông.
Anh cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang. Thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau, trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu. Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Bao chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ, con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh ở đâu? Đúng rồi, nơi anh ở đây rồi. Xúc động hay không? Chứ tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ cái ông đơ luôn à. Anh nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chưa? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về, anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi. Thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như nào. Đó về mình tính sau nha em. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả những suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em.
Trời ơi, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này là các bạn lấy cảm xúc sự từ chân thành đến từ trái tim đó Vân. Thì đó. Hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc. Và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau sao cái, đó, cái bài thơ đó thực anh sự anh lại cảm giác rằng suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba cho con xin hôn hôn Hà. Con dễ thương đó. Thứ ba liền luôn là xin. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn đó, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em làm người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua. Cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Ở đây chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng bộ sản phẩm này miễn phí nếu các bạn đăng ký kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một